Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa được xem xong bộ phim Tên Cướp và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với đạo diễn Lê Chí Bủ qua phần giao lưu chân dung đạo diễn. Xin chào anh Chí Bủ. Rất là vui khi được gặp gỡ anh trong phần giao lưu chân dung đạo diễn ngày hôm nay. Dạ, xin chào Trường Thi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian xem một tác phẩm rất là dễ thương, đó là tác phẩm Tên Cướp. Vâng, quả thật là tác phẩm Tên Cướp của đạo diễn Lê Chí Bủ chúng ta rất là dễ thương. Và theo Thi nhớ không lầm đó là tác phẩm lần trước khi anh Chí Bủ tham gia chương trình Giấc Mơ Điện Ảnh là một tác phẩm rất là buồn. Nó là một trẻ em hoàn cảnh cơ nhỡ, hình như là tác phẩm Cô Bé Nhặt Rác đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh lại lựa chọn cho mình một cái tác phẩm là khá dễ thương. Vậy thì trong hai bộ phim thì anh thích đề tài nào nhất? Thì thật sự thích thì thích rất là nhiều, bởi vì xã hội mà có buồn thì phải có vui, rồi có đôi lúc rồi bình thường lại không bình thường, cho nên là người nghệ sĩ trách nhiệm của mình là cái điều là sáng tạo, cho nên là mình có quyền sáng tạo những gì, thậm chí có những lúc là bay bổng, mình có quyền, tại vì trong tác phẩm đó của mình. Thì tác phẩm lần trước thì trong một câu chuyện rất là buồn, mà lần này thì mình nhận một cái kịch bản thì nó cũng tương đối thôi, nhưng sau đó mình bị biến nó thành trở lại một tác phẩm hài, tại vì trong cái tứ đó nó có một cái rất là vui, là một cái cô bé đó như mọi người vừa xem đó, thì chỉ là một cái mơ ước rất bình thường thôi, là một cái sự rất là khó chịu, như là mọi người sống trong xã hội không có ai muốn mình là người xấu cả, như cô gái này cũng vậy, tức là cô cũng mới mới lớn lên chưa có hiểu hết gì điều đó, thì mơ ước thấy những cái cảnh như là chẳng hạn như cướp giật ngoài đường nó thấy khó chịu, mơ ước một ngày nào đó chẳng hạn như trở thành một chiến sĩ công an hay là một anh bảo vệ rất là tài hoa về võ thuật đó, thì mình mới đổi qua một cái giấc mơ, thì như mọi người vừa thấy đó, thì cuối cùng thì rất là dễ thương đó. Và anh Chí Bủ thân mến, theo như Thi được biết thì anh còn là một diễn viên nữa, rồi lúc nãy nghe anh giới thiệu là anh đang viết kịch bản rồi ngoài công tác đạo diễn. Nếu như mà chúng ta phải lựa chọn một cái nghề nghiệp chính thức thì anh sẽ chọn cho mình là nghề nào ạ? Chắc Nhật Thi là mọi người cũng đã biết, thì hiện nay trên xã hội rất là nhiều người để làm rất là nhiều nghề, cái đó là do cái sở thích của mình thôi. Ví dụ như là mình thích làm diễn viên, rồi ngoài những công việc làm diễn viên thì còn có thể là người ta kinh doanh. Còn với Bửu thì trước kia thì có kinh doanh, nhưng mà kinh doanh có lẽ là không phù hợp với mình, với lại là không có phù hợp với cái nghề này nữa, cho nên là bộ quyết định đi học đạo diễn. Thì học đạo diễn thì trong thời gian gần đây thì mình cái cảm nhận của mình đó là thấy tiến bộ rất là nhiều. như vừa rồi thời gian qua thì mọi người có xem qua cái tác phẩm của Bé Nhặt Rác đó, thì họ đánh giá là tác phẩm rất là dễ thương, người ta không có nói là phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng mà làm gì là quá tốt. Cái đó là mình nhận qua được lời động viên của mọi người qua điện thoại hoặc là khi bạn bè gặp đó. Đó, thì cũng cảm thấy rất là mừng. Vâng, và Thi hy vọng rằng với tác phẩm Tên Cướp, tác phẩm phim ngắn trong chương trình Giấc Mơ Điện Ảnh kỳ này, quý vị khán giả chúng ta sẽ lại ủng hộ cho đạo diễn Chí Bủ. Và xin chúc cho anh Chí Bủ luôn thành công với những lựa chọn của mình. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời ông Lê Minh Phương, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Phim Lạc Việt cùng bước lên để tặng hoa và quà lưu niệm cho đạo diễn Lê Chí Bủ. Xin mời ông. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lê Minh Phương và cảm ơn đạo diễn Lê Chí Bủ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được giao lưu chia sẻ cùng đạo diễn Lê Chí Bủ và một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình Giấc Mơ Điện Ảnh ngày hôm nay. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ, hãy tham gia bình chọn cho các bộ phim ngắn mà mình yêu thích của chương trình Giấc Mơ Điện Ảnh bằng cách gọi điện thoại đến số 1900 561 566 hoặc nhắn tin qua hộp thư thoại 8383 với nội dung tin nhắn Giấc Mơ Điện Ảnh viết tắt dấu cách với X là tựa đề phim và Y là số người tham gia bình chọn. Có rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Giấc Mơ Điện Ảnh do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Phim Lạc Việt thực hiện đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ hai hàng tuần. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.